Hôm nay Chúa đưa đến cho chúng ta toàn là những người rất là lạ lùng. Đây thêm một người nữa, một người khuyết tật đang để trước mặt chúng ta. Con được cái gì của Chúa chia sẻ cho mọi người. Dạ. Yeah. Con đây được không? Đây được không? Đó. Dạ, con xin cha và cùng đoàn. Con được ở là con tên Như Thị Nga, con ở Đắk Lắk. Con đến đây 43 tuổi. Nhưng mà con bị bẩm sinh từ nhỏ, con nhức cơ từ lưng đến xuống nhỏ cái bàn chân này. Mà đêm là con ngủ không được, con có đánh tóc mình bồn rồi, con mới ngủ được. Dạ, đấy mình bồn dơ rồi, con mới ngủ được, con bị dày, con đi lui đi tới đó. Và lúc nước quả con này, kiểu này, kiểu ngủ ủ lê thuộc mới chạy chết rồi. Con bị bệnh bẩm sinh là bị vẹo cột sống, đau nhức bên tay phải và bên chân trái, rồi đau nhức không có ngủ được, có khi đến 4 giờ rưỡi sáng mới ngủ được, rồi sao nữa? Con nhức là từ khi mấy con nhỏ, con khoảng 35 năm như vậy đấy. 35 năm bị như vậy, anh chị em nghĩ rồi, anh chị em nghĩ rồi, 35 năm bị như vậy, rồi chuyện gì xảy ra cho con? Nếu con uống thuốc mày cũng thôi, còn ba ngoài con mới đấy. Thế để tao mua cho mấy cái mày về với chấm cứu. Con đi chấm cứu không thôi, rồi mua mày về, rồi nếu mà con chấm cứu bố thì gọi điện bố thì đậm á, đứng nước được. Khi mà vụt mày ra thì gần nhất. Rồi con đi mua thuốc uống giảm đau cũng được. Rồi mua máy châm cứu cũng không được hết, mà thuốc giảm đau cũng không hết, cách nào cũng không hết, rồi cuối cùng thì là làm sao mà con được hết và ơn trồng dưới Chúa như thế nào, nói cho mọi người nghe. Dạ, bữa con nghe cái tiếng khi ba bế nhà, ba đi đào, ba nói nghe, Nga ơi, con bị nước rửa mà đúng rồi thì con đi theo ba. Để đi vô đây, bố cha lắm cầu nguyện, thì lần đầu ba đi con này cho con có tiền, cho con đi được thì lần sau ba đi tiền với ba này. Có đi nữa không? Ba dặn đi bài và dặn vừa 20 tháng 10 con đi lần thứ ba, 20 tháng 10 có còn đi vào đấy một lần, mà sáng con đi chiều con về, lần thứ hai cùng tháng 12 con đi vào đấy một lần nữa, lần thứ ba con đi từ ngày hôm qua giờ con lại lại con xin cha làm chuyện, nhưng mà ngày qua con xin không được, ngày chủ cho con cha cho con lấy con làm chuyện cho chủ thì dạ. Giờ thì con đã khỏi hết lây bệnh rồi. Giờ đi vào đây 3 lần tất cả mà không có tiền đi, mà nhờ một người quen cho đi miễn phí, và đã vào đây tất cả là 3 lần và đã được khỏi bệnh sau 35 năm. Đau đớn không ngủ được, và bây giờ chị ấy đã được khỏi bệnh, không còn đau đớn nữa và ngủ được. Hôm nay chị ấy mặc dù đi cả nhắc nhưng mà vẫn mạnh dạn lên đây để làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Hallelujah! Hallelujah! Chúng ta thấy và chị ấy đã bị bên chân trái và bị bên tay phải, thì nó bị lệch như vậy và đau đớn suốt 35 năm không ngủ được, có khi phải đến 4 giờ rưỡi sáng. Rồi đây cho người tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cuốn sách để con về con làm lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Đây là cái quạt giáo điểm tin mừng giờ mẹ đến với Chúa, và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi.